giới thiệu, đây là dàn mini model là Sony M333NT. Cái dòng model này rất là được ưa chuộng trên thị trường rất nhiều. Lý do là phía sau âm ly có ngõ optical in, mình có thể kết nối với Max TV qua tín hiệu quang hoặc dùng giải mã DAC. Có chức năng nét MD để mình dùng để chép đĩa MD. Và cuối cùng là chức năng USB, mình dùng ngõ cái nhựa dây giống như là máy in vậy, kết nối với máy vi tính bàn với laptop để nhận bộ dàn này sau cặp rời. Thì lúc này các anh nào thích nghe nhạc lót nét từ trên mạng thì thông qua bộ dàn này sẽ nghe hay như CD và chất lượng vô cùng, rất là tuyệt vời cho các anh nào hay nghe nhạc từ lót nét từ mạng đúng không? Nên bộ dàn này rất được ưa chuộng là vậy. Mặt dàn thì đẹp long lanh luôn, em quay gần cho các anh xem. Lo màu gỗ điểm xuyến như cái dòng inox như vậy làm nổi bật bộ dàn rất là nhiều. Chức năng lại full CD, MD, ngõ out, ít kết nối điện thoại, tất cả đều hoạt động ok. Em sẽ test CD trước, sau đó sẽ là MD. Chiều cao của loa là 22cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45cm. Sử dụng tốt cho phòng 20m2, mình có thể để phòng ngủ lẫn phòng khách đều ok. Hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V. Nên các anh nào cần mua cục đổi nguồn thì liên hệ em nha. Dàn này thì chất lượng hay nè, đẹp nè, full chức năng. Trong khi đó các anh có thể tưởng tượng mình bỏ ra với giá thành rất là rẻ sở hữu một dàn âm thanh nội địa Nhật. Chất lượng thì khỏi bàn, hay hơn nhiều so với dàn loa vi tính ngoài thị trường. Còn gì bằng thì đa phần thì Sony thiên bass. Nên các anh nào thích bass sâu, mạnh, phù hợp đa thể loại nhạc từ nhạc vàng, nhạc trẻ đến nhạc đen thì sở hữu những bộ Sony như vậy. Cắt gọn, cắt đẹp. Mình cùng nghe clip test qua CD, sau đó sẽ là MD nha. Một đêm em mơ mình diễn dít đưa nhau về thăm quê xưa với vườn cầu thề. Bàn tay anh đan dịu em bước trên cỏ khô, đi trong hoang vắng chiều tây đô. Bờ sông yêu xưa ta áo thướt tha sao anh không thấy về Ninh Kiều, dường như anh nghe đời nắng chiếu trong màu đen đen như manh áo buồn chưa quen. Bác rất là tốt, chất lượng âm thanh rất là hay. Bây giờ mình sẽ nghe em đi nha. Em sẽ lựa một bài nhạc trẻ sôi động cho các anh tham khảo nha. Quan trọng phải là thần thái, quan trọng khi là con. Mình sẽ nghe bài của Bảo Anh. Mình nghe bài số 6 nha. No Creole and No Morris. Đẹp mắt, giặt vô cùng đẹp luôn.